bà nội tao đó. Gì? Bà nội của bạn. Má. Ôi ôi Mẫn ơi Mẫn. Tự nhiên bà nội thấy con, cái bà nội nhớ lại hồi xưa đó. Hồi mấy đứa còn nhỏ, bà nội thường gội đầu cho hai đứa, nó nhớ không? Dạ nhớ. Bây giờ nội thèm cái cảm giác được gội đầu cho con quá à. Nội gội đầu cho con nha. Nhưng mà con mới gọi sáng rồi bà nội. Hồi sáng con gội á là tự con gội, còn bây giờ là bà nội gội cho con nha. Chiều bà nội đi ha. Mẫn, thôi bà nội giận ha. Rồi rồi nội. Ơi ngủ. Dậy Mẫn, dậy. Dậy. Trời nội. Chưa trời chưa trợn rồi. Dậy xuống dưới là phụ nội làm chuyện nhà, nội còn đi chợ nữa kìa. Ủa sao lại là con Minh bên kia nội không kêu? Thằng Minh á, nó phải đi về quê đám dỗ, còn con không chịu đi cho nên con ở nhà có phải phụ nội, hiểu chưa? Cái thằng ngủ nào cũng là con hết á. Minh ơi Minh, Minh ơi Minh, dậy con. Nè, dậy uống nước cam cho khỏe nghe, rồi đi về quê ăn đám dỗ nghe con nghe. Ủa nội. Gì? Sao nó có nước cam con không có vậy nội? Thằng Minh nó bị bệnh mới có nước cam, con bị bệnh gì mà đòi? Con cũng bị bệnh nè, hôm qua con bị đau đầu quá trời luôn. Ông bệnh làm biến thì có chứ đau đầu cái gì, đi xuống dưới phụ làm gì với tôi, để lên. Giỏi quá ha, lau sạch chưa con? Dạ cũng sạch sạch xíu rồi nội. Giỏi quá à. Nè bữa nay á lau sạch sẽ nhà xong ha, cây con xuống thì sao con rửa chén giùm nội ha. Con nữa nội. Chứ gì chúng con thì ai. Xong á chưa hết việc đâu nghe. Con lại cái máy giặt á, con lấy đồ á, nội giặt xong rồi con lên sân thượng con phơi giùm với nội nha ha. Con nữa hả? Con đang bệnh mà nội. Con mà bệnh cái gì, tối ngày con là bộ có bệnh không à. Bà nội biết con khỏe, có sức khỏe cho nên mới tối ngày mới rủ tao đi đánh lộn đó. Con nội, con bệnh thiệt á. Bây giờ nè, không lẽ nhà đi trơn trọi rồi đó, rồi có mình bà nội với con. Bây giờ không lẽ bà nội làm rồi con ngồi con chơi được không? Dạ được. Làm đi. Nhưng mà sao nữa nội, con làm xong nội cho con ly nước cam nha. Làm tốt công chuyện á thì nội thưởng cho ly nước cam, còn làm mà xạo xạo nha, nước cam cũng không có mà uống nghe con. Chán được. Nội thì nội gì kỳ quá, giờ có bà nội khác làm quá trời làm luôn, nội quan tâm gì hết. Bà nó suy tim. Đằng kia làm cái gì vậy? Cửa mở không đi là leo rào là sao hả? Xin lỗi nội. Lỗi cái gì? Đi chơi giờ này mấy giờ mà mới về? Học hành thì dở, con ngày đi chơi hoài, lẽ ông nội đập cho con cảnh chứ. Giờ này mấy giờ mới về? Không biết lỗi đó nội. Có lỗi gì? Ô chắc cưng của bà nội. Thế leo quá à. Đừng nhanh, đừng nhanh. Honey, em thấy Honey bao nhiêu lần rồi. Mình lớn tuổi rồi mình phải dễ thương nè, mình phải dễ chịu nè, để cho con cháu nó thương hiểu cho Honey. Tôi làm gì đâu mà không dễ thương.
Em nghe nè, Honey đừng có la cháu nữa ha. Tại vì em thấy Honey với ông Mẫn á giống dễ sợ luôn á. Trời ơi bà học ai mà bà kêu chồng bà Honey. Người ta nghe loáng thoáng lối xóm từ trước, bà kêu chồng bà heo quay. Em thấy kêu Honey cái tiếng nó dễ thương mà nó tình cảm ghê luôn á. Đúng rồi. Nè Honey nhớ không, hồi còn trẻ đó Honey đi học á, cái bảng điểm Honey cũng dịch ấy Mẫn gì đó. Nhưng mà tôi không có đánh lộn gì nó. Trời ơi, đánh sao lại người ta? Có ngày ông đầu máy về nhà không hà? Nói cháu cưng. Nội, nghe bà nội nói nè, mai mốt đi về trễ á, có chìa khóa, mở cửa đi vô, không leo rào, có hiểu chưa? Dạ. Cảm ơn nội. Thấy thương quá. Nội hôm nay dễ thương thiệt. Nó có cái gì đó sai sai ở đây, không đúng như nội thường ngày. Ấy, tới giờ em coi không rõ rồi. Mày mắc cửa của anh đang coi nấu ăn của anh mà. Ấy, bây giờ tao coi không rõ rồi. Mày ăn không? Ăn chay giờ ăn đây rõ. Mày sống mày có ăn, mày phải ăn mày sống được chứ. Ăn rồi không ăn cũng sống được vậy. Tao không có ăn đâu, tao nấu cho mày ăn. Không có bụng đâu. Cái thằng này á. Để anh coi nấu. Rồi. Mẹ, mẹ về rồi mẹ. Mẹ mới về mẹ. Ừ. Thì các bạn bảo đảm con sẽ thích nha. Đây. Kim từ điển. Cảm ơn mẹ. Có sao. Mẹ. Hả? Con đôi giày của con á mẹ. Con, đương nhiên là mẹ phải có quà cho con rồi. Nghĩ sao con vậy? Con có quà nội dư. Nè. Tặng con. Hạt giống tâm hồn hả mẹ? Đôi giày kỳ diệu. Mẹ, con đâu có cần đôi giày kỳ diệu đâu. Cái con cần là đôi giày patin mà mẹ. Minh. Dạ. Con mua kim từ điển làm gì nè? Dạ để học mẹ. Ừ, đương nhiên rồi. Học là mẹ sẽ mua cho con hết à. Cưng lắm luôn. Cảm ơn mẹ. Còn con, mua đôi giày patin làm gì? Có học không? Con mua giày patin để con luyện tập thể thao mẹ. Không được. Những cái gì mà liên quan đến việc học của con thì mẹ sẽ mua cho con. Còn những cái gì mà liên quan đến chơi thì miễn ha. Ok. Hoàng Anh, mẹ thấy con làm như vậy là không có được, không công bằng đó. Sao vậy mẹ? Ôi tội nghiệp cháu cho quá. Rồi Mẫn nó thấy vậy nó sẽ tủi thân. Không có đâu mẹ ơi. Con làm như vậy để cho nó có động lực để mà học tập đó. Chứ mẹ thấy không, số mà nó chơi vậy hoài tương lai ở đâu. Trời ơi, mẹ thấy những người thiên tài nè, những tỷ phú nè, học hành cũng đâu có đàng hoàng đâu, đúng không? Biết đâu bây giờ thằng Bẩn nó ham chơi, nhưng mà sau này nó lớn lên, nó trở thành một tỷ phú. Đúng rồi nội, trong giấc mơ con thấy con thành vậy đó nội. Vậy hả? Trong giấc mơ. Dạ. Nội đó nội, con đừng có buồn. Nội đã biết cái ao ước của con là cái gì rồi. Cho nên nội đặt cho con một đôi giày patin. Đặt online nè, vô xíu tại đây tới thôi. Chị có nội. Nội số 1. Hay nè. Sao mà thần kỳ vậy ta? Em lại từng đâu đến. Em lại từ đâu đến. Trời ơi, đúng là đôi giày mình hằng mơ ước luôn đó. Bạn thân, cho mình sờ xíu đi. Đôi giày này là của bà nội bạn mua cho bạn đó hả? Không thể nào được. Nếu bạn nói đôi dép tổ ong là của bà nội mua cho bạn á thì mình còn tin. Còn cái đôi patin này á, không thể nào của bà nội bạn mua cho bạn được. Mẫn. Oh my god. Bạn gái mới của bạn hả? Tào lao, bà nội của tao đó. Gì? Bà nội của bạn?
em nhìn bà nội tao dữ vậy? Bạn thân ơi, bà nội của bạn á không phải con người. Bạn đừng hiểu lầm mình. Ý của mình nói á, cái trình của bà nội bạn gắt lắm. Bà nội bạn có một cái nét đẹp rất là dị, thuộc dạng hiếm có khó tìm. Trăm năm mới có một lần, phải tu mấy kiếp mới sinh ra bà. Ủa, hai đứa quý mở gì đây, lên đây ngồi với nội đi, rồi selfie, cùng selfie với mình. Ờ, thầm mồi lại chụp hình với nội đi. Bà nội bạn biết selfie luôn. Trời ơi, nội là chuyên gia selfie mà bà nói con quá đi. Nội xì tin mà. Con hâm mộ nội quá. Đi, đi, đi. Nè, ở đây ha, trên chụp hình xong đã, cái nội dắt tụi con đi coi phim, đi ăn kem. Trời ơi, nội là đúng số 1. Nội xì tin đúng không? Nội đúng là xì tin. Nè, 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 cho mình nha. Vậy thế. Bắt tim đi con, bắt tim, bắt tim. Ủa kìa, đó kìa. Ở kìa bà. Nè, thấy không, đẹp không? Bà gửi hết cho con đi bà. Gửi hết cho con không? Rồi, lấy điện thoại đây bà gửi cho. Mẫn ơi. Của con nè. Dạ. Ủa mẹ, sao mẹ không có cơm ăn hả mẹ? Ăn đỡ đi con, ăn đỡ đi. Mẹ bận vậy làm gì có thời gian nấu cơm. Ủa, còn nội đâu? Nội làm gì không nấu? Nội á hả? Mọi người chú ý, bà nội bắt đầu mê thần tượng mới. Ôi ôi, sao anh đẹp trai dữ vậy ta? Sao mày gặp ảnh trễ vậy nè, phải gặp sớm hơn hay quá rồi. Mẹ, ba có chuyện gì vậy? Mẫn. Ôi Mẫn ơi Mẫn. Tự nhiên bà nội thấy con, cái bà nội nhớ lại hồi xưa đó. Hồi mấy đứa còn nhỏ, bà nội thường gội đầu cho hai đứa, nó nhớ không? Dạ nhớ. Bây giờ nội thèm cái cảm giác được gội đầu cho con quá à. Nội gội đầu cho con nha. Con mới gọi sáng rồi bà nội. Hồi sáng con gội á là tự con gội, còn bây giờ là bà nội gội cho con nha. Chiều bà nội đi ha. Mẫn, thôi bà nội giận nha. Rồi, rồi, rồi nội. Vậy hả, tự gọi cho con nha. Ồ ồ, mà tối nào coi cái chuyện phim nha, thấy gì đâu. Có cái anh kia kìa, yêu có chị kia kìa. Ôi chuyện tình đẹp, ơi là đẹp luôn con. Tôi nói đẹp, hết sức là đẹp luôn á. Để nội kể cho con nghe nha. Dạ. Ừ, chuyện là như thế này nè. Ngày xưa đó, có một tình yêu mà dây dưa ba đời với nhau. Cô nàng Hồ Tiên họ Bạch yêu chàng Thái tử Thiên Thương. Rồi nàng Hồ Tiên vì trả thù cho sư phụ nên bị mất hết phép thuật, yêu chàng Thái tử mà bị đài lên thiên cung. Ui, chịu bao đường trái ngang cực khổ. Vậy sao ngủ nào không hay luôn. À, nội, 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 nội. Đúng nè, nè, nè. Gì vậy con, gì vậy Mẫn? À, cái đầu của con, ôi, dễ thương quá. Ôi, biết không, người đang theo cái trường phái của Hara Yuku. Người làm con phải giấc đi như vậy. Ôi, chưa đâu. Còn hai cái phe này, kéo bia là có luôn mũi nữa. Ôi, mày đúng cái phe của nội. Anh nói coi chuyện này là sao? Anh cũng đang khó hiểu nè, em bị sao vậy? Sao chăng gì nữa, chả hiểu gì hết đây nè. Thì đó, anh không hiểu tại sao hôm nay em bị dính chưởng á. Bình thường á, bà nội thần tượng ai là lôi người nhà ra quá trang cho y chang nhân vật đó. Bình thường em là người chạy nhanh nhất mà sao tự nhiên hôm nay nhìn thích quá vậy? Ai hi hi đụng. Ôi gọi nè. Nghe đây. Ôi mệt quá, tắt. Điên hả? Rồi lát về đánh cho coi. Rồi nữa nè. Nghe nè nội. Mẫn ơi Mẫn, con đang ở đâu vậy? Con đang ở ngoài đường. Trời ơi Mẫn, về nhà liền đi. Con có biết là bà nội cực khổ lắm mới làm cho con cái hình tượng giống như là Harajuku, con hiểu không? Bây giờ con phải về đây nè để bà nội hoàn thiện con giống hơn, hiểu chưa? Trời ơi nội ơi, con còn phải đi học mà nội. Hả? Nè, nếu mà đi học á thì con phải là bịt khẩu trang nha. Rồi
ý không được đâu. Nếu vậy chắc bà nội phải đi học chung với con quá à. Thôi nội làm như vậy chết con luôn á, vi phạm nội quy á nội, con bị đuổi học sao? Nè, là con cố tình không cho nội đi với con phải không? Con có thương nội phải không? Con có thương nội đừng ghét con rồi. Nó nói rồi, người lớn á chửi thì nghe đi, mà đặt cãi, bữa tao bị nội nắm đồng lần rồi đó. Anh lấy cái cam đâu ra vậy? Thì cái cam chỗ của em nè, anh sợ em không ăn hư, anh lấy ăn luôn. Ê, anh không được ăn cái cam này. Thằng này, trả lên miếng dao nè. Thằng này, không ăn cũng để cho người khác ăn nữa. Bà nội xị tim. Đừng cam. Gì mẫn? Đừng ăn bánh canh gì mày mơ, mày mới về bánh canh mày. Hả? Gì vậy em tui? Mày quá, tóc mình vẫn bình thường. Sao gì mở? Nội! Nội nè, tỉnh hả con? Trời ơi, sao rồi? Hả, thấy gì mà la dữ vậy con, hả? Trời ơi, nội không biết đâu, nguyên một đêm qua nó nằm ngủ lăn lóc dưới sàn nè, con mới khiến lên giường á. Không, em mới bệnh mà, chị giúp em á. Gì con, tỉnh chưa? Nội. Nè, nội nè. Nội cho con hỏi này cái nội. Ừ. Nếu mà nội có thần tượng á. À. Nội thích thần tượng của nội nhìn tóc xanh, tóc đỏ, rồi xỏ mũi, đeo khuyên tai nội không nội? Mẫn à, con còn mớ hay sao con nói gì ảo tưởng vậy? Con tưởng tượng ra gì kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tượng của nội là ông Kim Tử Long đẹp trai muốn chết rồi. Bây giờ bị ông nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, đeo lỗ khoen, lỗ mũi, lỗ tai, coi ai, coi. Vậy nội là nội cũ rồi, nội phải là nội xin tin rồi. Trời ơi, nội xin tin vậy? Anh này còn mớ không? Tỉnh lại nè, nội biết con bệnh nè. Nội pha đi nước cam, con uống, con giải cảm nè, uống đi con. Dạ, cảm ơn nội. Ừ, uống đi. Trời ơi, ngọt luôn á nội. Nhìn nội thương Mẫn cái tự nhiên con muốn làm Mẫn đây luôn á. Thôi ông đừng canh tị, bệnh đi rồi tôi lo cho. Ngon nội, con bệnh luôn rồi nội ơi. Để nội cho con đi miếng ngọt.